Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc họp tại Geneva Thụy Sĩ ngày hôm qua, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo số ca nhiễm COVID-19 đang gia tăng rất nhanh trên toàn cầu. Dữ liệu được công bố chỉ là phần nổi của tảng băng chìm mà thôi thưa quý vị. Dạ vâng, hiện nay thì toàn thế giới đã ghi nhận khoảng 11 triệu ca nCoV mới, tăng 8% so với một tuần trước. Đây là đợt ca tăng nhiễm toàn cầu đầu tiên kể từ cuối tháng 1 vừa qua. Thông tin được đăng tải trên VnExpress. Ở khu vực Tây Thái Bình Dương, số trường hợp dương tính mới đã tăng 29%. Ca nhiễm trong khu vực này đang có xu hướng vượt qua cả châu Âu, trở thành điểm nóng dịch bệnh toàn cầu. Châu Phi cũng chứng kiến ca nhiễm mới tăng 12% và ca tử vong tăng 14%. Tại châu Âu, BA2 lây lan mạnh ở nhiều nơi, số ca mắc tăng 2% nhưng tỷ lệ tử vong không đổi. Theo WHO, BA2 còn gọi là Omicron tàng hình, có thể là biến chủng lây truyền nhanh nhất hiện nay. Vâng thưa quý vị và các bạn, Bộ Y tế Israel vừa ghi nhận 2 ca nhiễm chủng nCoV mới là sự kết hợp giữa hai dòng phụ BA.1 và BA.2 của biến chủng Omicron. Hai ca nhiễm chủng mới được phát hiện trong quá trình xét nghiệm real-time PCR với hai hành khách tại sân bay Ben Gurion của nước này. Dạ vâng, xin được thông tin thêm với quý vị là hai ca bệnh trên đều có các dấu hiệu triệu chứng nhẹ như là sốt, đau đầu và đau cơ nhẹ. Tuy nhiên, các quan chức Israel nói họ không quá lo lắng về biến chủng mới ở giai đoạn này nhưng sẽ theo dõi sát sao biến chủng mới. Vâng, còn bây giờ xin được chuyển sang một nội dung cũng đáng quan tâm khác được đăng tải trên báo điện tử Việt Nam Net, thưa quý vị. Những ngày vừa qua dư luận xôn xao về một quy định của Bộ Y tế trong việc hướng dẫn quản lý tại nhà đối với những người mắc Covid-19. Đó là các F0 không được ra khỏi nhà. Chính xác là F0 được rời khỏi phòng cách ly và đi lại trong nhà với điều kiện là đeo khẩu trang và đảm bảo là giãn cách với người ở trong nhà. Đã vâng, có thể thấy là thông qua sự việc này thì có rất nhiều ý kiến cho rằng là việc cấm F0 ra khỏi nhà đã không còn phù hợp nữa. Hơn nữa là khuynh hướng hiện nay là sống chung với Covid một cách an toàn và thích ứng. Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo cần đánh giá chính xác tình hình tiến tới bình thường hóa với dịch bệnh, xem Covid-19 là một căn bệnh đặc hữu endemic, bệnh lưu hành. Tác giả bài viết bác sĩ Nguyễn Triệu Vũ, bệnh viện thành phố Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh cho rằng nếu quy định quá siết chặt sẽ gây khó cho người dân ở ba lý do. Thứ nhất là y tế cơ sở, trạm y tế phường xã không đủ năng lực để đến tận nhà xét nghiệm lấy mẫu phát thuốc cho F0, nhân viên y tế không lo sợi. Thứ hai F0 vẫn có nhu cầu đi khám bệnh. Thứ ba hiện nay rất nhiều người mắc Covid-19 có gia đình tất cả thành viên đều mắc, họ phải có đồ ăn thức uống nhu yếu phẩm hàng ngày. Lực lượng hỗ trợ của địa phương không thể cung ứng đi chợ giúp như trước đây. Với f hiện nay, cần yêu cầu có ý thức thật tốt, giữ an toàn cho người khác. Nếu đi khám bệnh, F0 cần báo với cơ sở y tế để được sắp xếp vào khu vực riêng, tránh nguy cơ lây nhiễm cho người khác. Họ cần đảm bảo khẩu trang, giữ khoảng cách nếu có thể. Cuộc chiến Nga-Ukraine ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế của cả thế giới. Những đòn trừng phạt được Mỹ và phương Tây đã áp đặt lên Nga trong thời gian vừa qua. Theo ghi nhận của trang điện tử VnExpress, thì Nga hiện đang bao vây tứ phía Ukraine, còn Mỹ và phương Tây thì cô lập bao vây tứ phía Nga bằng một loạt các lệnh trừng phạt. Kinh tế Nga và kinh tế thế giới sẽ trao đảo như thế nào? Ngay khi Nga đưa quân vào Ukraine, Mỹ và phương Tây nhanh chóng áp đặt một loạt các biện pháp trừng phạt hà khắc với quy mô lớn, bao phủ nhiều lĩnh vực chủ chốt của nền kinh tế Nga như là tài chính, ngân hàng, năng lượng, công nghệ cao, các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân. Nga dù đã quá quen thuộc và có sự chuẩn bị trước, xây dựng pháo đài kinh tế sẵn sàng chống chọi với lệnh trừng phạt từ năm 2014 khi sắp nhập Crimea. Họ thực thi hàng loạt biện pháp như là giảm phụ thuộc vào đồng đô la Mỹ, hạn chế chi tiêu công, tăng tích trữ ngoại tệ, tăng gấp đôi lượng vàng dự trữ, gia cố quỹ tài sản quốc gia hay là thúc đẩy sản xuất nội địa. Xung đột Ukraine và các đòn trừng phạt cũng gây hệ lụy lớn đối với kinh tế thế giới, tạo nên cơn bão giá năng lượng và lương thực. Giá dầu tăng vọt, giá ngũ cốc lương thực đồng loạt tăng mạnh lên những mốc cao mới. Thưa quý vị, Cố vấn Tổng thống Ukraine ngày hôm qua cho biết quân đội nước này bắt đầu tiến hành một số đợt phản công lực lượng Nga sau 3 tuần liên tục bị vây ép và một quan chức Ukraine giấu tên sau đó đã cho biết quân đội nước này mở các đợt phản công nhằm vào lực lượng Nga bên ngoài thủ đô Kiev và thành phố Kherson, miền Tây Nam Ukraine. Kherson là thành phố lớn duy nhất của Ukraine mà lực lượng Nga kiểm soát được sau 3 tuần tiến hành chiến dịch quân sự. Quan chức này cho hay đợt phản công có sự tham gia của tiêm kích pháo binh sa tăng Ukraine nhằm gây thương vong cho quân đội Nga thay vì giành lại lãnh thổ. Ở ngoài ô quan chức Ukraine nói rằng quân đội nước này hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ gây tổn thất tối đa khi mở các cuộc tấn công vào lực lượng Nga ở ba thị trấn là Bucha, Ibrin và Vozhev. Nga hiện chưa bình luận về chiến dịch phản công này, nhưng ảnh vệ tinh chụp ngày 15 tháng 3 cho thấy khói đen dày đặc phía trên sân bay Kherson, nơi các quan chức Ukraine cho biết lực lượng nước này tấn công máy bay quân sự của Nga đậu tại đó. Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 16 tháng 3 cho biết chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vẫn diễn ra theo kế hoạch, khẳng định sẽ hoàn thành mục tiêu tại đây và không nhượng bộ trước âm mưu giành quyền thống trị toàn cầu và sâu xé nước Nga do phương Tây thực hiện. Thưa quý vị và các bạn liên quan đến lĩnh vực kinh tế và vụ việc các doanh nghiệp Việt Nam mất quyền kiểm soát 36 bộ chứng từ gốc trong số 100 container xuất khẩu sang Italia trả lời báo điện tử VTC News luật sư Diệp Năng Bình đến từ đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng vụ nghi lừa đảo 100 container hạt điều tại ý và thổ nhĩ kỳ là hồi chuông cảnh giác cho tất cả các doanh nghiệp xuất nhập khẩu khi tham gia hoạt động thương mại quốc tế vì rất khó lấy lại hàng khi mà vụ việc này đã xảy ra ở nước ngoài Cùng với quan điểm trên thì luật sư Trương Thánh Đức là giám đốc công ty luật An Vi cho biết nếu ở Việt Nam những việc này đã thấy là rất khó thì ở nước ngoài khó gấp 10 lần, thậm chí là 100 lần. Với phương thức thanh toán nhờ thu thì vụ 36 container hạt điều đã vụt khỏi tầm tay của ngân hàng. Giờ chỉ còn dựa vào can thiệp của cơ quan ngoại giao và cơ quan pháp luật nước ngoài để ngăn chặn nếu kịp thời và truy lùng tội phạm nếu có. Báo điện tử VTC News đã đưa tin. Cụ thể nhận định khả năng lấy lại được tiền hoặc nhận lại các container đều đã xuất đi là khá khó khăn. Song theo ông Bình phương án tối ưu hiện nay là các doanh nghiệp nên liên kết thành một mối, tập hợp thông tin chứng từ như hợp đồng, bản sao vận đơn của những lô hàng còn lại và phối hợp chặt chẽ với các luật sư để đấu tranh đòi lại quyền lợi chính đáng. Theo luật sư Đức, khi xảy ra sự việc tranh chấp khiếu nại kiện cáo thì vô cùng phức tạp tốn kém về mặt tố tụng tòa án, trọng tài và thi hành án. Vì vậy, việc thanh toán trong giao dịch thương mại quốc tế thường phải dựa vào bên trung gian có quy tín là ngân hàng, là tổ chức tài chính chuyên nghiệp về dịch vụ thanh toán thành thạo luật chơi chung và đặc biệt là có độ tin cậy rất cao tại quốc gia sở tại. Thưa quý vị, thưa các bạn, hàng trăm cây gạo và phong linh đồng loạt nở trên một cung đường. Đây quả là một phong cảnh không thể bỏ qua đối với những bạn trẻ yêu thích chụp ảnh. Địa điểm đó chính là khu đô thị Bắc City, Hà Nội thuộc phường La Khê, quận Hà Đông Đạo. Dạ vâng, nghe anh Việt Cường giới thiệu thì tôi cũng ngay lập tức là cũng muốn tới đây để check in và chụp hình. Tuy nhiên thì tôi cũng lưu ý rằng là tất cả mọi người khi đến đây nhớ thực hiện nghiêm 5K để có thể bảo vệ bản thân cũng như là gia đình của mình nhé đến khu đô thị Park City Hà Nội, phường La Khê, quận Hà Đông, những ngày này bạn sẽ gặp con đường dập sắc đỏ, vàng của hoa gạo và hoa phong linh. Cây gạo ở đây do mới trồng còn ít tuổi, cao khoảng 4 đến 5 mét nên không có tán lá sum xuê và lớn như ở các khu vực ven đô. Bù lại, hoa vẫn nở đỏ rực như thắp lửa trên những cành cây. Đây là cung đường nội bộ của khu đô thị nên chủ đầu tư chưa mở cửa nhiều cho khách tham quan. Hiện có hai dãy hoa phong linh vàng và một dãy hoa gạo ở giữa đã trồng được vài năm. Cung đường này dài khoảng 300 đến 400 mét, chỉ trồng hai loại cây ra hoa cùng vào tháng 3 nên khi nhìn từ trên cao rất nổi bật. Trong khi hoa gạo có thể nở bền thêm 1 đến 2 tuần thì hoa phong linh vàng mỏng manh hơn nhiều và chỉ rộ được vài ngày là rụng, đặc biệt nếu gặp mưa gió. Vào mùa khô cây rụng hết lá và bung nở tỏa sắc vàng rực rỡ. Bông hoa có kích thước lớn, nở thành chùm, hình dáng giống chiếc chuông.